sinh ra tại huyện vùng cao Hoàng Su Phì, Hà Giang. Như nhiều thanh niên khác trong bản, Cáo Văn Cường tìm đường đi lập nghiệp. Thế nhưng, thu nhập từ công việc vụ hồ không đủ để trang trải cuộc sống dưới thủ đô. Khi ấy, anh trai Cường là Cáo Văn Xanh và người em rể Lù Xeo Đại đang làm thợ mỏ tại Quảng Ninh, khuyên Cường nên theo nghề thợ mỏ. Nhìn vào mức thu nhập lên tới 400 triệu đồng một năm của hai anh em, không ngần ngại, Cường quyết định xuống Quảng Ninh đăng ký nhập học tại trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam. Chỉ chưa đầy 10 tháng sau, ba anh em đã trở thành đồng nghiệp. Không những thế, còn được công ty bố trí làm chung một phân xưởng đào lò 10. Với bản tính hiền lành và sự chịu thương, chịu khó của người vùng cao, cùng với quyết tâm và nỗ lực thoát nghèo, chỉ sau 3 năm làm việc tại đơn vị, ba anh em Cường đã đạt được nhiều thành tích trong lao động sản xuất. Đồng thời, lãnh đạo phân xưởng đánh giá cao tinh thần học hỏi, cầu thị trong công việc nên đã tín nhiệm giao nhiệm vụ là trưởng nhóm sản xuất. Cáo Văn Cường ấy là một công nhân rất là chịu khó và là một tổ trưởng rất là gương mẫu. Thế là rất nhiệt tình trong công việc. Là chỉ đạo anh em làm công việc đâu rồi đấy. Và trong tổ của tôi thì nếu mà trong phân xưởng, so với phân xưởng một rồi là tổ của tôi với Cường làm ấy là lương cao nhất phân xưởng. Nó rơi khoảng được 30 đến 35 triệu. Dù là tổ trưởng nhưng khi nói về thành tích đạt được, Cường luôn khiêm tốn và cho rằng đó là kết quả của sự đoàn kết, đồng lòng của cả một tập thể. Anh luôn biết ơn những người thợ lò tay nghề cao đã chỉ dạy anh suốt thời gian qua. Để giờ đây, trên cương vị là trưởng nhóm, anh có thể tự tin đưa ra những biện pháp thi công hợp lý, an toàn và mang lại hiệu quả cao cho đồng nghiệp trong tổ và cả đơn vị phân xưởng đào lò 10. Mình làm việc tại phân xưởng đào lò 10 hiện tại đã được gần 3 năm. Công việc của mình là khoan chống lò. Mình là một tổ trưởng, trong quá trình làm việc thì mình có thể cậy chọc om để đảm bảo an toàn mới làm việc. Trong quá trình làm việc thì luôn bảo ban anh em luôn đảm bảo kỹ thuật cơ bản. Đồng chí Cường thì trong quá trình sản xuất thì đứng trên cương vị là một nhóm trưởng. Thì trong ca sản xuất của đồng chí thì gồm có tổng cộng là 7 thợ lò. Đấy, thì trong quá trình sản xuất thì cũng luôn hoàn thành cái khối lượng công việc mà lãnh đạo phân xưởng giao cho. Thứ nhất là đảm bảo, thứ nhất là về công tác an toàn. Thứ hai là về tiến độ sản xuất và thứ ba là chất lượng công trình cũng luôn được đánh giá rất là cao. Công tác bố trí sản xuất của đồng chí đối với các anh em ở trong công nhân ở trong ca cũng là rất là hợp lý. Đấy là một trong những cái mà đánh giá rất cao về cái tinh thần làm việc cũng như là cái kết quả mà trong ca trong tổ của đồng chí Cường đạt được trong cái thời gian vừa qua. Sự quan tâm, động viên kịp thời từ phía lãnh đạo công ty tới lãnh đạo phân xưởng dành cho những học sinh thực tập tại đơn vị cũng được thể hiện rất rõ, để những người anh em vùng cao như Cường sớm bắt nhịp, thích nghi ngay được với công việc. Thì trong những năm vừa qua ấy, thì cũng được sự quan tâm của đồng chí lãnh đạo công ty ấy, thì đối với bản thân chúng tôi là quản đốc, người trực tiếp điều hành phân xưởng thì cũng những cái dịp Tết Nguyên Đán thì chúng tôi cũng đích thân là chúng tôi cũng lên để thăm động viên các đồng chí ở vùng cao. Thì khi lên thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là tự hào vì các đồng chí là khi đồng chí làm việc tại phân xưởng về xây dựng được quê hương, kể cả cơ sở vật chất gia đình được cũng ngôi nhà rất là khang trang thì bản thân cảm thấy rất là tự hào với các đồng chí. Từ ngày trở thành thợ lò đến nay, cuộc sống của ba anh em đã có nhiều khởi sắc. Ai cũng xây được nhà riêng kiên cố và có của ăn của để. Mục tiêu của ba anh em trong thời gian tới là sẽ đưa vợ con ra Quảng Ninh để cùng chung sống, tiếp tục cống hiến để xây dựng tổ ấm bền chặt hơn. Không chỉ thế, Cường còn ấp ủ mong muốn Tết năm nay sẽ về quê giới thiệu công việc này cho các anh em, để nhiều thanh niên trong bản làng của Hoàng Su Phì có cơ hội đổi đời. Hy vọng trong thời gian tới, Cáo Văn Cường, Cáo Văn Xanh và Lù Xeo Đại sẽ có nhiều đồng hương hơn nữa trên quê hương thứ hai, đất mỏ anh hùng. Nghề mỏ là nghề nặng nhọc vất vả,
Nhưng ở Quảng Ninh, đây là công việc mang lại thu nhập cao so với mặt bằng khối các ngành công nghiệp. Theo nghề mỏ, rất nhiều lao động đã thật sự đổi đời, có kinh tế vững vàng, sắm sửa nhiều tiện nghi phục vụ cuộc sống. Cách đây gần chục năm, từ vùng cao nguyên đá xa xôi của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Sùng Mí Dơ quyết tâm xuống Quảng Ninh theo học nghề mỏ. Khi các cán bộ tuyển sinh của Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam về địa phương tuyển sinh, nghề mỏ đã đến với anh như một cơ duyên vào lúc đó. Năm 2014, Sùng Mí Dơ bắt đầu khóa học 18 tháng, ngành kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò. Sau khi hoàn thành khóa học, Sùng Mí Dơ được nhận vào làm việc tại công ty than Hạ Long TKV và trở thành một thợ lò. Từ một thanh niên nghèo vùng cao, nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật, nâng cao tay nghề, Sùng Mí Dơ đã trụ được với nghề. Trong thời gian làm việc ở công ty thì được các anh chị lãnh đạo cũng quan tâm và giúp đỡ điều kiện làm việc cũng như là sinh hoạt hàng ngày của em. Em thấy điều kiện làm việc ở hiện tại đơn vị của phân xưởng này cũng rất ổn định và có nhiều cải tiến như về thiết bị máy móc cũng hiện đại hơn và điều kiện làm việc nó nhẹ nhàng hơn và lương cũng ổn định hơn. Phân xưởng khai thác 9 công ty than Hạ Long, nơi Sùng Mí Dơ đang làm việc, là đơn vị áp dụng công nghệ khai thác than chống giữ bằng giá thủy lực GCL. Sùng Mí Dơ và các anh em công nhân khác đang làm việc tại vị trí có áp dụng công nghệ này sẽ có điều kiện làm việc tốt hơn, mang lại hiệu quả lao động cao hơn. Cái công nghệ mà dàn chống này vào thì so với những cái công nghệ trước như XDI hay thủy lực đơn xà khớp thì cái năng suất lao động của anh em là tăng lên rõ rệt. Và đi đôi với đấy là cái điều kiện làm việc và hai nữa là cái sức bỏ ra thì anh em nó đã đỡ đi được rất nhiều và đồng lương thì anh em thu nhập nó luôn luôn đảm bảo. Lương bình quân của em là thu nhập từ 20 đến 22 triệu trên một tháng. Còn từ khi bắt đầu bước vào thì làm thì em cái điều kiện làm việc và cũng trong gia đình cũng tiến bộ hơn và em tự tin là công việc của em là em chọn đúng nghề rồi. Tự tin đã chọn đúng nghề bởi thu nhập và những thay đổi trong cuộc sống mà nghề mỏ mang lại. Sùng Mí Dơ mỗi ngày đều nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn. Dịp 19 tháng 5 năm nay, Sùng Mí Dơ được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng. Một niềm vinh dự lớn lao mà không phải ai cũng may mắn có được. Trở về sau ca làm việc, Sùng Mí Dơ và rất nhiều công nhân xa nhà khác được công ty bố trí ăn ở, sinh hoạt tại khu chung cư của công ty với đầy đủ tiện nghi và các chế độ chăm sóc sức khỏe. Mỗi năm đôi ba lần, vợ của Dơ lại đưa các con xuống chơi. Cả gia đình được sum vầy, vui vẻ trong phòng lưu trú riêng được công ty sắp xếp. Câu chuyện về những người thợ lò như anh Sùng Mí Dơ cũng là câu chuyện của hàng nghìn thanh niên đã thoát ly quê hương để chọn Quảng Ninh làm nơi lập nghiệp, chọn nghề thợ lò để gắn bó. Công việc dẫu vô cùng nặng nhọc, ca kíp thường xuyên, nhưng nghề thợ lò đã mang lại cho Sùng Mí Dơ rất nhiều điều đáng giá. Trong đó quan trọng nhất là một nền tảng kinh tế vững chắc cho gia đình.